Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Rất vui được đồng hành cùng quý vị các bạn qua bản tin trưa ngày hôm nay. Những diễn biến mới nhất về bóng đá Việt Nam, về đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ được gửi đến quý vị bạn qua bản tin ngay sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, tiếp tục với phần điểm tin bóng đá trưa ngày hôm nay, mùng 6 tháng 5, mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Biên tập viên nhận định điều kỳ diệu đến với U23 Việt Nam. Cổ động viên Đông Nam Á dành mưa lời khen cho sân đấu của Việt Nam ở SEA Games 31. Báo Indonesia bất ngờ bỏ qua Hoàng Đức, phân tích về mối nguy với đội nhà. U23 Việt Nam lép vế trước Indonesia về số liệu đặc biệt tại SEA Games. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cổ động viên Đông Nam Á dành mưa lời khen cho sân đấu của Việt Nam ở SEA Games 31. Các bạn thân mến, nhiều cổ động viên trong khu vực bày tỏ sự ấn tượng trước chất lượng của sân vận động Thiên Trường Nam Định. Các trận đấu ở bảng B SEA Games sẽ được đá trên sân Thiên Trường ở Nam Định. Bảng B với sự góp mặt của các đại diện là U23 Thái Lan, U23 Singapore, U23 Malaysia, U23 Lào và U23 Campuchia. Mới đây thì trang chủ ASEAN Football đã có bài viết đăng tải chùm ảnh sân vận động Thiên Trường. Và ngay sau đó, dưới bài đăng thì nhiều cổ động viên trong khu vực Đông Nam Á đã để lại lời khen ngợi cho sân đấu của câu lạc bộ Nam Định. Sân vận động đẹp, sự tôn trọng từ Campuchia. Một sân vận động đẹp và chuẩn ở Nam Định, tôi sẽ có mặt ở đó để cổ vũ cho U23 Lào, một cổ động viên Lào có tên là Didway viết. Một tài khoản có tên là Mandini Tan bình luận, chủ nhà Việt Nam đã làm tốt, sự ủng hộ đến từ Indonesia. Nhiều lời khen ngợi tương tự từ người hâm mộ bóng đá ở khu vực Đông Nam Á cho sân Thiên Trường. Trận đấu mở màn bảng B, SEA Games 31 sẽ là màn đối đầu giữa U23 Singapore và U23 Lào vào 16 giờ ngày mai, mùng 7 tháng 5. U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Malaysia vào lúc 19 giờ cùng ngày. Thánh địa Thiên Trường sẽ mở cửa miễn phí để phục vụ nhu cầu của khán giả. Người hâm mộ Thành Nam đã lên kế hoạch để biến Thiên Trường thành chảo lửa tại SEA Games. Ban nhạc truyền thống của Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định sẽ thổi những bài truyền thống của các đội bóng ở bảng B, đặc biệt là cổ động viên Nam Định còn tiến hành làm băng rôn, mặc áo có thông điệp để cổ vũ cho U23 Lào. Sáng ngày 5 tháng 5 thì giám sát Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa tiến hành kiểm tra chất lượng sân Thiên Trường, sau đó đo đạc các thông số kỹ thuật. Quan chức của AFC đã dành lời khen ngợi cho mặt sân và khẳng định là sân Thiên Trường đủ điều kiện tổ chức thi đấu. Sân vận động Thiên Trường có sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi. Tỉnh Nam Định đã chi khoảng 25 tỷ đồng để nâng cấp sân vận động hướng đến SEA Games. Ban tổ chức đã cho thay mới toàn bộ ghế ngồi khán đài B và lắp ráp màn hình LED hiển thị khổ lớn. Ngoài ra thì thảm cỏ sân Thiên Trường được thay mới bằng phương pháp gieo hạt giống cỏ tự nhiên, cỏ La Kim. Bình luận viên nhận định điều kỳ diệu đến với U23 Việt Nam. Các bạn thân mến, trước thềm trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia, bình luận viên Ngô Quang Tùng bày tỏ niềm tin vào khả năng của thầy trò huấn luyện viên Park Seo tại vòng bảng SEA Games 31, dù nêu ra một số vấn đề mang tính cố hữu. Áp lực là khi đội vô địch và áp lực khi được chơi tại sân nhà là điều đương nhiên với các cầu thủ U23 Việt Nam. Tuy nhiên thì đó không phải vấn đề lớn với thầy trò ông Park Seo khi đối đầu với Indonesia ở trận ra quân tại SEA Games này. Sẽ có những khó khăn nhưng U23 Việt Nam vẫn sẽ thắng với khoảng cách tối thiểu. Bình luận viên Quang Tùng mở đầu cuộc trò chuyện với Dinh về trận đấu tối ngày hôm nay trên sân Phú Thọ. Có những khó khăn mang tính đặc thù của đội bóng ở trận đấu đầu tiên ở bất kỳ giải đấu nào với U23 Việt Nam, biên tập viên Quang Tùng nói. Tuy nhiên đó là việc khó người khó ta, dù áp lực của U23 Việt Nam có phần là lớn hơn, ngược lại thì thầy trò ông Park có điểm tựa tinh thần cực lớn là khán giả nước nhà. Ở kỳ SEA Games trước trên đất Philippines, đoàn quân của Tài Park có hai lần chạm trán đối thủ này và đều giành thắng lợi trước khi giành huy chương vàng môn bóng đá nam. Lần này thì đội bóng xứ sở vạn đảo có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt thực lượng với nhiều cầu thủ ở đội tuyển quốc gia cũng như đang thi đấu tại nước ngoài. Bình luận viên Quang Tùng nêu quan điểm. Đội bạn có sự chuẩn bị tốt về mặt lực lượng trong khoảng 2-3 năm qua. Cầu thủ của họ cho thấy sự trưởng thành cả về kinh nghiệm lẫn năng lực. Nhưng chúng ta cũng có những trụ cột 3 năm về trước kết hợp với những cầu thủ trẻ chất lượng như Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh hay Nguyễn Thanh Bình. Tôi cho rằng chúng ta có cơ sở để tin vào một chiến thắng. Tại AFF Cup vừa qua thì thầy Park không thể giành chiến thắng trước người đồng hương Shin Dae-young. Ở cuộc tái ngộ sắp tới, đội bóng xứ sở vạn đảo sẽ chọn chiến thuật phòng ngự chặt chẽ. Bình luận viên Quang Tùng cho biết, đó là điều đương nhiên khi một đội bóng gặp đối thủ được đánh giá cao hơn và có nhiều lợi thế hơn.
Tuy nhiên thì cách phòng ngự của Indonesia lần này sẽ khác. AFF Cup họ phải làm như vậy để giữ hiệu số, trong khi trận đấu sắp tới là trận mở màn cho một giải đấu, có thể họ sẽ chơi tấn công, gây áp lực ở một số thời điểm. Đó là điều mà U23 Việt Nam phải dè chừng, nhưng cũng là cơ hội với chúng ta. Qua theo dõi quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam, bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá khá cao tính đa dạng trong việc triển khai tấn công của đội bóng do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt. U23 Việt Nam có thể chơi xẻ nách xuống biên hay đánh vỗ mặt trung lộ như trước U20 Hàn Quốc. Phương án dứt điểm từ tuyến 2 như pha ghi bàn của Hoàng Đức trước chính đối thủ này ở kỳ đội trước. Ngoài ra thì chúng ta có lợi thế về tầm vóc của các cầu thủ, chơi bóng bổng là gợi ý không tồi. Những tình huống cố định là cơ hội với chúng ta. Tình huống Thanh Bình ghi bàn vào lưới Nhật Bản là ví dụ. Nói chung thì điều đội bóng của ông Park cần làm là kiếm 3 điểm ở trận giao quân. Về lực lượng của U23 Việt Nam thì khoảng cách về chất lượng con người là vấn đề với U23 Việt Nam. Dù hai trận đấu với U20 Hàn Quốc, các cầu thủ còn cho thấy nhiều vấn đề, bình luận viên Công Tùng khẳng định. Đó là màn kiểm tra đúng nghĩa của ông Park Hang-seo, không có giá trị để đánh giá chất lượng của U23 Việt Nam. Ông ấy muốn kiểm tra trình độ của một số cầu thủ để có giải pháp. Khi có bộ khung tốt nhất trên sân, U23 Việt Nam chơi tốt và chắc chắn là họ sẽ được sử dụng ở những trận đấu quan trọng sắp tới. Tất nhiên là những vị trí chủ chốt sẽ được tính toán hợp lý để nghỉ ngơi ở những trận đấu không nhất thiết phải vào sân. Trước khi kết thúc cuộc trao đổi, bình luận viên kỳ cựu này tiếp tục thể hiện sự tự tin, tin tưởng vào thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Hãy tự tin vào chất lượng của U23 Việt Nam, tất nhiên là không là quan tếu, nhưng chúng ta hãy đặt niềm tin vào họ khi ông Park đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng với thời gian dài về mặt con người và về cả sự chuẩn bị về ý tưởng trong lối chơi. Báo Indonesia bất ngờ bỏ qua Hoàng Đức, phân tích về mối nguy với đội nhà. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây tờ Bola của Indonesia đã chọn ra 3 cầu thủ U23 Việt Nam có thể gây ra nhiều khó khăn cho U23 Indonesia ở trận mở màn SEA Games 31. Trong đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games năm nay, Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng là 3 cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông Đông Nam Á. Họ là những gương mặt quá tuổi được tăng cường cho U23 Việt Nam, được đánh giá vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại của toàn đội. Tuy nhiên, tờ Bola của Indonesia họ lại không chọn Hoàng Đức và Hùng Dũng trong danh sách 3 cầu thủ có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho đội nhà trong trận đấu diễn ra vào tối ngày hôm nay. Thay vào đó, tờ báo xứ sở vạn đảo đề cao cảnh giác với Tiến Linh, Phan Tuấn Tài và Nguyễn Văn Tùng. Đầu tiên thì tờ Bola nhận xét về Tiến Linh như sau. Tiến Linh là trụ cột đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Cầu thủ này không ít lần gieo sầu cho Indonesia ở vòng loại World Cup hay SEA Games. Anh ta chính là mối đe dọa lớn nhất cho tất cả các đội ở vòng bảng SEA Games, chứ không riêng gì Indonesia. Thời gian gần đây có thông tin cho rằng là Tiến Linh gặp chấn thương và bỏ ngỏ cơ hội ra sân đối đầu với U23 Indonesia. Nhưng Tiến Linh có thi đấu hay không thì U23 Indonesia vẫn cần đề cao cảnh giác. Sự dè chừng của tờ Bola tiếp tục được thể hiện ngay sau đó khi họ nhận xét về Phan Tuấn Tài. Phan Tuấn Tài có thể gây ra nhiều khó khăn cho hàng công của U23 Indonesia. Cầu thủ này được ông Park Hang-seo bố trí thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau ở hàng thủ của U23 Việt Nam. Dự báo là Phan Tuấn Tài có thể sẽ tạo ra nhiều rắc rối đến với U23 Indonesia. Cầu thủ này là nhân tố còn khá mới trong đội hình của U23 Việt Nam. Anh ta được ông Park Hang-seo phát hiện sau chiến tích vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022. Nhân tố cuối cùng khiến cho tờ Bola phải đề phòng đó chính là Nguyễn Văn Tùng, chân sút đang thuộc biên chế của Hà Nội SC, được tờ báo này đánh giá. Văn Tùng là một trong những trụ cột trên hàng công của U23 Việt Nam. Dù mới 20 tuổi nhưng anh ta sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng với U23 Indonesia. Văn Tùng từng ghi 2 bàn vào lưới U23 Singapore tại giải U23 Đông Nam Á 2022, giải đấu diễn ra vào tháng 2 ở Campuchia. Ngoài ra thì cầu thủ này còn chọc thủng lưới U20 Hàn Quốc trong chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam lép vế trước Indonesia về số liệu đặc biệt tại SEA Games. Các bạn thân mến, xét về thành tích đối đầu tại giai đoạn vòng bảng SEA Games, thật bất ngờ khi U23 Việt Nam lại đang có phần thất thế so với U23 Indonesia. U23 Indonesia thường được biết đến như là đối thủ yêu thích của U23 Việt Nam, khi chúng ta thường dễ dàng đánh bại đối thủ này trong những năm vừa qua. Tuy nhiên thì thật bất ngờ khi các chiến binh sao vàng đang lép vế trước đối thủ này về thành tích đối đầu tại vòng bảng của các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á.
Cụ thể là trong 9 lần gặp nhau tại vòng bảng SEA Games, các chiến binh sao vàng chỉ có 3 lần giành được thắng lợi, trong khi đó thì phải nhận về đến 4 thất bại. Hai trận đấu còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Như vậy là chỉ còn cách đánh bại U23 Indonesia tại vòng bảng SEA Games năm nay, U23 Việt Nam mới có thể cân bằng được thành tích kể trên với chính đối thủ này. Trên thực tế, việc đoàn quân của thầy Park có thể đánh bại được U23 Indonesia trong thời điểm hiện tại là một nhiệm vụ không phải là quá khó, bởi lẽ giữa thời nhà cầm quân người Hàn Quốc, các đội tuyển Việt Nam chưa một lần phải nhận thất bại trước đội bóng xứ sở bản đảo. Thậm chí là tại SEA Games 30, ngoài chiến thắng 2-1 ở vòng bảng, U23 Việt Nam còn hủy diệt đội bóng này đến 3 bàn không gỡ trong trận chung kết. Xét về tình hình lực lượng, U23 Indonesia đang thất thế hơn so với chúng ta khi đội khách sẽ không có được sự phục vụ của hai trụ cột là Asnavi và Enkan Bagot. Lý do là bởi hai cầu thủ này không kịp hội quân ở trận đấu gặp Việt Nam vào tối ngày hôm nay. Trong khi đó thì ngoại trừ trường hợp của Tiến Linh vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân thi đấu, đoàn quân của Tài Bắc gần như vẫn có trong tay một lực lượng mạnh nhất. Các bạn thân mến, trên đây là bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.